chúng ta phải chấp nhận một sự thật, đó chính là khi mà phụ nữ để mặt mộc là lúc trong hoang tàn nhất. Nên là hôm nay khi mà Hà chuẩn bị đi thu hay bước ra ngoài phố thì Hà phải dậm cho mình một chút phấn cushion và bầu mắt nè, mũi ở khóe mũi nè, đuôi mắt. Rồi sau đấy hôm nay Hà sẽ chọn màu hồng phấn tươi, chỉ hơi một chút ở má thôi, và bầu mắt nữa để nó che đi được quầng thâm, và chỗ nào mà hơi đổ dầu một chút thì mình có thể dậm lại bằng phấn này. Các bạn yên tâm là không bị sao hết, chỉ giúp mình ửng hồng. Còn son thì hôm nay Hà sẽ dùng Pink Pink Girl ở giữa lòng môi. Hà đã sẵn sàng để đi ra phố.